Dâu nhiều có cái này lúc trước con thấy là có một cây bây giờ có nhiều nè, cây bên đó. Kia bên kia nó kìa nhiều lắm. Hello, xin chào cả nhà, xin chào kênh bé Nan Thái Lan á hả. Dạ hôm nay là bé Nan Thái Lan là lấy camera đi ở đây đi làm trái cây, đi lấy trái cây, các trái cây cái này là gia đình của mẹ của chồng là trồng ở đây nè các bạn ơi, lâu rồi bây giờ là cây lớn quá. Bé Nan đi ở trên đường đây à, mỗi ngày đúng không, là bé Nan thấy bé Nan hỏi mẹ của chồng là ở đây là của ai, mẹ biết không, mẹ nói gia đình của mẹ không có gì, nếu muốn bé ăn là được. Bé Nan thấy rồi à, nước miếng chảy ra quá các bạn ơi. Hôm nay là có chuẩn bị muối ớt mắm brook, cái này đi chung hay là style đi chung ăn ở đây luôn. Để xem là có vẻ cái gì trường không cao quá. Kìa, leo lên này kìa. Cái dâu đó cá nhiều không? Nhiều nè. Ông, chồng yêu đi ở đây chung hả? Trời ơi, không có thấy chồng yêu lúc trước đi như thế nào á. Ờ, có cây rồi. Lấy cái cây. Ờ, có cái gì thọt đúng không mẹ? Ôi, ở đây có mứt kìa, chắc phút kìa. Ui, chắc phút, cái này là mứt, ăn chưa được mấy. Chưa được. Đi thối rồi. Mình đem về là nó chơi chín. Dạ, xin lỗi rồi nó ha. Bỏ ở đây, bỏ ở đây. Xin cây à? Dạ, xin chào. Xin chào ạ. Dạ, xin lỗi trước cái gì, muốn cắt cái gì, muốn đi làm cái gì. Cái này chúng ta không phải, chúng ta là trồng ở đây đúng không? Nói với người ta loại, nói với cây nữa. Nhiều lắm. Mọi người, ta xem cái này đi. Wow. Thấy rồi, nước miếng chỉ ra thiệt. Trồng yêu, nếu muốn nhớ bà giúp ở đây. Để anh lẻ cho mà. Kiến quá, kiến nó cắn quá. Ở đây không có kiến hả, bé Nan thấy. Cắn mấy người luôn nè. Bé nói dạ. Đi mẹ. Thôi em đứng lên, anh leo vô. Lắp cái gì đi, phía vào quá áo trắng trắng với thớt ông anh lấy đi ở cây hả? Này sao khỏe? Leo lên á, đây nè. Chùm này cũng được đúng nè. Đúng rồi mẹ, dơ rồi. Nè bẻ cái chùm này cho chị Nan đi. Trời ơi. Rồi xong luôn. Trời gót hết rồi. Nè. Ở đây rồi. Chết thử chua không? Ôi kiến cắn. Ăn thử chua. Ơi, anh leo này giờ, leo này giờ. Ăn thử cái chua. Ôi, thơm quá. Cả nhà ơi. Hộp giỏ giỏ. Ăn trước nè, chưa có xong nè. Thắc bắt luôn. Mẹ ơi. Anh yêu ông bẹp chín chín nhiều nhiều nè. Nè. Úi đẹp đẹp đẹp. Đây 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 đây. Ok. Ừ, cái này giỏ hơn cái này là cái này ngọt á. Ngọt. Ngọt không là đại xem nè. Chấm hả? Chấm đi. Chấm ở đây. Cái này đúng không? Thơm ngọt lắm. Ừ. Quăng đại này. Tối nay ăn cái này xong rồi. Ôi. Quăng xuống dưới chỗ anh kìa. Anh ơi, chậm chậm thôi. Anh quăng dưới anh hay là anh bỏ vô áo á, anh gọi lấy cái miệng cho nó ngậm cái áo lại. Đúng rồi. Mà liêu, bây giờ ngồi xuống ở đất, ăn ở đất luôn. Nè, đây nè. Bỏ vô trộm trộm mẹ trộm. Mẹ có, anh gì? Mẹ có cây thọt rồi. Thọt á, lên nó gớt. Không có được, mẹ dạo được, cái này là bẻ từng trái hả, lửa hả? Thôi lấy cây qua bẻ ổi vậy. Mẹ ăn chung ma mẹ. Ngọt không có. Ông bẹp bự bự mẹ ơi. Nè 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 bự. Giờ giờ là chua lắm. Chua nước miếng đi hết rồi bà mẹ. Nước miếng đi chảy ra hết luôn. Nhỏ là chưa chín á.
Đúng rồi, vỏ chưa chín. Đây nè. Ôi, mẹ. Không có gì. Thường thường người ta không có bẻ ăn hả mẹ? Không á, con thấy lâu rồi không có ai. Nó chín rồi có con cháu. Chúng ta đi có thốt nè. Chứ mà có dình cù ai và trồng cái gì mẹ? Cái này là mình con cháu mà. Dạ, không có gì. Ai trồng gì là mình lấy không? Ở nhà của chúng ta là lúc trước là nhà trò đúng không mẹ? Không có đất cho trồng. Bây giờ là trồng ở nhà có đủ đủ nhiều lắm. Mời gặp người ta bán dâu này lắm. Mời cái nhà ăn con cái gì mẹ, trái cây cái này dâu. Mời cái nhà ăn con dâu ở Việt Nam, trái dâu. Con dâu ở Thái Lan. Mời cái nhà ăn trái dâu chung. Chua. Trời ơi. Ủa, dép con trọng yếu con. Dép qua, dép con. Dép đâu, dép đâu. Dép, dép, dép con. Dép là cái gì dép? Giày su, su. Su, su. Dép, dép. Ôi. Ủa, 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 ủa. Nè, tộc yêu của bà nàn. Trời, lại em, lại em. Giúp anh gì đánh bé nè. Kiên cắn quá. Thôi, có dâu. Bữa nay Di dắt cho bé Nam đi khám phá vòng vòng ở xóm của Di á. Trái cây mọt, trái cây dâu. Ở xa lị. Ở cái gì nè? Ở xa lị. Ở này ở xẻ, xa lị gì? Ở xa lị. Ở xa lị. Ở gì nó nói lặp lại. Xa lị. Ở xa lị. Quốc luôn, ăn luôn. Ôi, ôi có trồng danh. Có tôm màu hầm. Phóng lên để lên lại lại. Nè nhìn giống anh nè. À. Kiến cắn quá. Kiến gì cắn? Kiến đèn cắn. Nè. Chết chưa? Dạ gió sạch á. Anh gì sạch không? Sạch, anh sạch. Ôi, chết mẹ rồi. Nè. Ngọt lắm. Tránh cái đây nè. Nè. Nè nè. Mở nhà ăn chung nha. Mở cái nhà ăn chung. Hôm nay Di dắt với Nam đi khám phá vòng vòng ở xóm. Có gì ăn cái đó. Có gì ăn cái đó. Ăn nè. Cái này chín nè. Ngon mà. Nó chín nè. Chín rồi. Ừ. Đẹp quá. Có màu hồng. Ăn ăn camera mà ăn. Em thấy không? Thấy không? Chín rồi, mình xào nè, thấy chưa? Ừ. Chưa? Có con sâu không? Không có sâu. Mềm. Đây nên cái này cháy cháy dậy. Nè. Quế quế bột bột gì nè. Nhiều quá. Mềm mới thơm. Rồi mở cái nhà chung đi. Nè. Xàm. Mời cái nhà ăn ốc xà lì chung. Ổi mà ốc gì? Ổi. Không phải là ốc, ăn ốc gì đây? Mời cái nhà ăn ổi xà lì. Ổi xà lì. Ổi xẻ. Ổi xẻ là gì mẹ? Ổi xẻ nè. Ổi xẻ chung. Thơm lắm mẹ nó. Hồi trước thơm quá. Chấm luôn. Mời cái nhà các cô chú anh chị ngồi xuống ở nhà coi xem tivi bé Nam Thái Lan ăn chung. Nè mà cả nhà nhìn thấy cái tôm với ớt mà có mấy cái trái này không? Ăn rất là chua mà rất là ngon. Rất là ngon. Trái cây nếu không có chua ăn với mắm ruốc không có ngon. Đâu, ăn bây giờ ăn ổi mà kèm theo mấy trái dâu già nữa nó làm sao? Ăn chung không?
ruột quá. Mà bé này ăn á. Này đâu có cây nhỉ. Trái dâu mẹ. Ừ. Dâu chung với ỏi. Ừ. Dạ, ăn kiểu mới luôn. Múa là có mưa đó. Chị múa là có mưa đó. Chua không thấy đường luôn, tắc mắc hết. Tối nay chị tánh lăng như thế nào mẹ? Chua lăng quá. Ăn mấy hai. Càng càng với ở nhà của chồng yêu là gia đình hết. Có cái gì bé hết. Thấy cái gì nữa anh yêu? Xài nữa. Để bằng bé xài ăn. Gia đình ở đây bé nên thấy nó người ta nó trồng xài nó cây bự cây lớn lắm. Ta trồng chơi thôi chứ người ta nói. Trồng vậy thôi chứ không ăn. Ừ, người ta thích trồng á. Nó chua với trời. Đi nha. Ờ em ơi, nó chua quá vậy. Chua thế. Đó, không được. Cảm ơn anh ơi. Không biết nữa. Sợ nó chưa có chín á. Chưa chín ăn được, ổn. Chín. Đấy. Nặng không con? Chưa chín nè. Không nặng. Ui, không có. Non. Non đúng không mẹ? Ừ, non mà con hơi ổn quá. Mẹ là tên em Huy. Không phải tên con không nói gì. Bà ba. Dạ bà ba đi ăn chung á, con bé nhiều quá. Nhiều quá nhiều, không có ai chia sẻ chua chung. Chua quá à. Kêu bà ba chia sẻ bớt đi. Con chua đau lăn hết rồi, bà ba có không có răng cho chua mà, bà ba giúp con ăn nè. À bà ba đau rồi bà ba. Bà ba mặc đồ. Chua thiệt mẹ. Đi bẻ gì vậy con? Con đi bẻ trái dâu. Trái dâu, trái ói. Nó lấy dâu Thái Lan. Ăn dâu Việt Nam. Đúng rồi, dâu Thái Lan ăn dâu Việt Nam. Làm chấm gì vậy? Chấm, anh chấm cái này là chấm mắm ruốc của con. Đã gì? Không có mặn, ăn luôn bà bá. Ăn vuốt hả? Dạ, bây giờ mà bà bá mà. Ừ, nhưng bà bá cái này ăn được mà. Mẹ cái này cứ ngon. Đâu có dân ăn ngổi đâu. Ăn dâu à. Bà bá ăn. Ngon không? Ừ, ăn cái mắm vuốt. Mời cái dạ ăn salad dâu chung. salad dâu. Salad dâu. Đã gì trời. Chua mà. Người trẻ đái luôn à. Anh ăn dâu muối đủ kiểu luôn á. Thôi. Chua quá. Ăn một lần. Ăn một lần. Ăn tới già. Tới nắm một tháng. Tới nắm nè. Tới nắm một tháng nè. Má dâu chua. Dâu chua với dâu rừng mà. Nó ngọt bà ba. Mặn của bà quải ngọt quá. Nói với ai bà ba? Nói với con á. Bà ngoại chết rồi mà. Thì bà ngoại chết rồi, con chúc 100 tuổi sống lâu đó. 100 sống lâu. 100 sống lâu á. Con nhớ bà ba luôn chứ. Là đúng rồi. Con à, tại sao Tết là con sửa rồi, con không muốn chúc ai rồi ở Việt Nam. Con sửa 100 sống lâu nha bà ngoại. Tính ra là Tết đã chúc nhiều người 100 sống lâu lắm á. Đúng rồi. Nên em nhớ không? Em nhớ hồi đợi Tết em chúc nhiều người ta, em chúc người ta sống lâu 100 tuổi, chúc nhiều lắm á. Đúng nhiều rồi. Không, mà sống lâu 100 tuổi tốt, tại bà ngoại sống gần 100 tuổi bà ngoại chết cũng được, đâu có gì đâu. Ngoài tám mấy rồi, không sao. Con đi vậy con nghe rồi là. Không sao hết chứ. Chúc gì là tốt, tại bà ngoại cái phần số bà ngoại sống tới đó là con, không? Giờ con chúc trai gì mà trai nửa trai sống được 95 tuổi, cha cũng mãn nguyện nữa. Mũi nó cắn trên trán vậy. Ừ, đúng rồi. Ăn liền. Bẻ ăn lượng ngon. Có. Để vài bữa nó khô. Bà ba với tương lai bà ba đi ở Thái Lan á, con lấy bà ba đi bẻ bông bông. Ừ. Bữa nào á cho bây giờ con nhớ Thái Lan chưa? Dạ mẹ.
Con nhớ Thái Lan chưa? Con bình nhớ... thường bà bác. Bình thường mà con nhớ gia đình chưa? Đi Thái Lan thì nhớ Việt Nam. Đúng rồi, đi Thái Lan nhớ Việt Nam, đi Việt Nam nhớ Thái Lan. Giờ con nhớ Thái Lan bình không? Bình thường bà bác. Giờ bây giờ ta chuẩn bị cho con đi về Thái Lan ăn Tết nha. Đúng rồi, bà bác đi chung đi. Rồi đi chung luôn. Đúng rồi, đi ăn hủ tiếu ở Thái Lan, hủ tiếu huyết nè. Đúng rồi. Bác phải ăn hủ tiếu huyết lắm. Hủ tiếu huyết ngon lắm. Cho bà ăn hủ tiếu huyết với là cái gì mà bắp thái á, nó mềm, nó mềm dễ ăn. Mì xào, giấm mì xào. Đúng rồi. Mà kêu ta, kêu ta để ít ớt, người ta không chịu đâu hả, phải để đi nhiều ớt hả? Như bà ba không ăn ớt đúng không, nói với người ta được, không có bỏ ớt. Không bỏ ớt. Đúng rồi. Qua bà đến con dốc bà ba má má thì đi shopping. Đúng rồi, đồ shopping coi mẹ, đồ á. Chợ mẹ là shopping, áo mẹ, áo không có mắc tiền. Cho khoái mặc đồ đồ của Thái Lan, áo. Đúng rồi, áo, áo Thái Lan đẹp. Áo miền Tây của Thái Lan mà bác. Có không? Có. Có bông của hoa nè, có bông không? Có bông. Có bông hoa rồi. Không có mà bác. Để xem mà bác. Thường thường người ta có nhiều lắm, nhiều style lắm. Nhiều style ha, nhiều rồi. Mẫu ha. Cái gì em? Muốn ẻ? Chùi, chua. Muốn đi thôi lên. Đừng có chua, đừng ăn chua nữa. Hôm nay không có ăn xài nữa mẹ nó. Chua quá, nếu chạy với trái dâu là chết luôn. Bây giờ là toilet nó full rồi. Toilet full, how to say? Nói gì? Full đầy à? Đầy à? Đầy rồi. Toilet đầy hả? Ừ. Là sao không hiểu? Full là đầy đó. Cái ăn này vô là ai cũng đi hết trơn đầy. Lúc là tại sao em hiểu á, nó chồng yêu không hiểu á. Đánh chồng yêu đi. Không massage chồng yêu nữa. Ok, dạ hôm nay là bé Nan rất là cảm ơn cả nhà xem video cái này của bé Nan Thái Lan hôm nay. Nếu thấy video của bé Nan Thái Lan hôm nay là hôm vừa đi chợ mua trái dâu đi ăn ở nhà á mọi người ơi, là chua quá ăn bưởi ngọt ngon giòn quá cụ bà ngoại các bạn ơi. Và mặn nữa. Có mặn đó phải không? Bây giờ có mũi có cắn chúng ta nhiều rồi đó, có ăn máu của chúng ta hết rồi bà bảo uống máu. May không, không tạm biệt. Rất nhây, rất nhây nha. Để tạm biệt. Lâu quá không gặp các bạn, không tạm biệt. Ủa, ông muốn trà sữa hả? Hả? Trà sữa đến sao em? Nói gì? Ok, hôm nay bé Nan đi trước nè các bạn ơi. Là hôm nay dạ, xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay bé Nan hoạt gia đình của chồng yêu đi trước nè. Bye bye. Ôi, gì đi cho lẹ, trời ơi, mũi cắn quá trời luôn rồi. Đập đã giờ. Nói nhiều nữa. Trời ơi. Mũi nhiều lắm. Trời ơi mẹ. Mũi mẹ chồng yêu mua cái này cho trước ở trên đường. Ngon một mình. Ngon một mình. Ngon một mình. Không chia sẻ ai ngon.